Rồi, hello, chào cả nhà nhé. Hôm nay mình đi khắc phục cái nền nó bị lún cả nhà. Cái nền nó bị nghiêng lún một bên á. Thành ra mình hồi nãy mình mới lấy máy cắt nè, mình cắt cái đường gòn rồi nè. Rồi xong mình đang đục lên đang lấy gạch với lấy hồ bớt ha. Đặng mình sẽ sửa nó lại bớt cả nhà. Bị nó lún ở giữa, cái nền nó quằn quá, ngay chỗ đó nó cao đó, gần cái cửa đó. Nó lún nứt nè, thấy không? Thành ra mà mình lấy gạch lên rồi xong cái mình đục, mình âm hạ cái nền xuống rồi mình sẽ lót lại ha cả nhà. Thì lót thế nào thì mình sẽ chia sẻ cả nhà nha. Giờ thì sau khi mình đục đẽo rồi, bây giờ bắt đầu tới cái bước mình lấy mặt bằng để mình kiếm cái cả nhà. Giờ cái nền này nó bị lún nửa bên, nứt nhiều quá, bị lún xuống nền đó. Mình sẽ lấy mặt bằng qua. Rồi sau khi thì mình phá mặt bằng được rồi nha cả nhà. Bây giờ mình chuẩn bị mình lót trở lại ha. Mình cũng trước khi lót mình mới tưới nước được rồi. Do cái nền hồi trước người ta nó bị lún, ta không có đổ dĩ. Nó lún nó quằn nghiêng một cái vậy nè. Thành ra mình theo nó luôn là mình lấy gạch lên và mình đục sao bần nó hạ xuống, rồi xong mình lót bên đây, mình lót chùi qua luôn cả nhà, là lấy cái nền thẳng lại cho nó thẳng theo cái nền của nó lại thôi. Chứ nếu mà mình băng dây này nọ mình ghém mình lót lại thì nó sẽ không khớp với cái nền này ha, vì do cái nền nó quằn như cái lòng chảo vậy đó. Thì nào mình chỉ sửa lại thôi. Thì giờ mình cũng đã chuẩn bị bằng được rồi, thì đây mình cứ lót thì mình cứ đặt thước như nè, đặt thước đây mình nhá thẳng qua, nhá thẳng qua vậy thôi. Cái gì mà lót nha cái nhà, cho nó đều hết những cái góc nữa, những góc theo những cái góc là nó ưa bị bọng, bị bọng và nó ưa bị mà gạch thường thường nền nhà mình thấy bể rồi đó, là do tại mình tưới hồ dầu này nó không đều ha. Cái nền mà lót có chắc chắn hay không là cái bước này nữa cả nhà, tưới hồ dầu cho nhiều vô. Do nền này thì nó bị sụp lún rồi, thành ra chỉ sửa chữa là thôi. Gạch hình như nó không giống gạch cũ cho mấy, vì cái trước cái sau mà. Lưu ý mình gõ thì mình sẽ canh những cái góc này cho nó bằng với nhau nha. Bằng nhau đặng miếng sau mình lót cũng bằng nhau luôn, vậy nó mới là cái nồi mình mới đẹp ok cả nha. Cái gòn thì sẽ cho nó hở đều đều với nhau giống vậy nè. Bận chịu hao gạch mình nó nhỏ lớn á. Giờ cái gì đó mình sẽ lót dài tới nữa nha. Rồi đây thì bây giờ mình xác định mấy cái cục ghém rồi, đặng mình ghém cái mình bắt đầu mình cán hồ cũng được cả nha. Mình lấy từ cái bên cái nền cũ nè, mình thả cái thước thẳng qua. Thẳng qua cho nó ăn với nhau vậy đó. Rồi mình bắt đầu mình sẽ ghém vậy ha, rồi mình phả hồ lên. Thì sau khi mình ghém rồi thì mình phá hồ thì nó sẽ có một cái mặt bằng giống như thế này nha. Có một cái mặt bằng thì nó vừa với một viên gạch vậy đó. Thì vậy đó, bắt đầu mình trả hồ dầu lên mình lót nha. Rồi sau khi thì một hồi thì mình cũng đã cán hồ cho mình lót, mình đục đẽo xong một cái nền đó cả nhà, do nó lún nghiêng đó. Thì mình cũng đã khắc phục xong ha. Đó, mình lót lại rồi, bây giờ đang chắc gòn ha cả nhà. Rồi thôi, chắc mình cũng xin dừng clip ở đây luôn cả nhà ơi. Cả nhà xem video nước thứ hai với ý nghĩa cho một like, một đăng ký kênh và giới thiệu cùng gửi cho nhiều cùng xem cả nhà. Được gì em chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.